Vâng, à, rồi. Vâng, À, thì à. thưa 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 giáo sư, bây giờ xin giáo sư tiếp cho cái tư tưởng khi nãy mình nói về cái vấn đề Dạ. nhân hòa trong Trong thế thì trong chiến tranh đó. vâng, thì chúng ta xin lỗi quý vị độc giả, à, quý vị khán thính giả, là chúng ta đang nói về cái tinh thần giữ nước của người Việt Nam. Không phải tự nhiên mà mình có thể là giữ nước được, mà nó phải có những yếu tố gọi là thời thế, phải không? Có thời, có thế và có cơ, như là câu nói mà ngày xưa đã nói. Thì cái thời, cái thế và địa lợi, thiên thời địa lợi nhân hòa đó, khi mà quân Xiêm nó sang, 20 vạn quân nó sang thì nó cũng gờm lắm, nhưng mà khi nó thắng một trận rồi đó thì nó làm những điều tàn ác, và dân chúng ở miền lục gọi là phía chân Lạp rồi bây giờ đó rất là oán liệt. Và khi quân Nguyễn Huệ kéo kéo vào thì ông là một tướng giỏi, ông đã biết lựa theo cái tình thế gì rồi, ông đã có cái nhân hòa rồi, ông thuộc cái đường mà địa thế ở đấy rồi, chỉ còn cái thân thơ thiên tài là cái thời mà cái lúc mà dịp là quân nó đang tàn ác như thế đó thì ông phải tìm cách chế ngự nó bằng cách nào. Thưa quý vị, là khi mà con Xiêm sang thì nó kiêu hãnh, nó thắng được một trận, mà trận đầu rồi, mấy trận đầu rồi mà nó không biết được lực lượng của ông Nguyễn Huệ ra sao, cho nên ông đã bị quân Xiêm La đã bị ông Nguyễn Huệ dẫn dắt dần dần vào để ông đánh một cái trận hỏa công, trận mà ông đưa vào Rạch Ngầm, Xoài Mút là cái nơi mà chôn gần mười mấy vạn quân Xiêm. Bởi vì trong lịch sử, trong cái cuốn sử của ông Trần Trọng Nghiêm nói đó, chỉ kéo về được, chạy về con đường Thượng Đạo đó, chạy về Xiêm có mấy ngàn người, thì chứng tỏ 20 vạn người là hai vạn người là hai chục ngàn người, phải không? Thì mấy ngàn người cứ là chết trên 10 ngàn người Dạ. cũng Vâng. ít ạ. Thưa giáo sư, để tôi sẽ đi vào, tôi là đọc cái tài liệu này để trong cái chi tiết về cái trận đánh này thì giáo sư sẽ bàn xem cái mưu lược của ông Nguyễn Huệ như thế nào và những cái tình hình thuận lợi trong cái cuộc đối đầu với quân Sim này của Nguyễn là Huệ ông đặt ra. Khi bây giờ quân Sim đã tiến rồi, đóng quân rồi, hai bên cách nhau khoảng 40 km, thì hàng ngày đó ông Nguyễn Huệ phải ra một con sông, ở sông Cửu Long mình, ở sông Tiền đó, để mà xem cái nước thủy triều, cái mực nước thủy triều lên xuống. Ông đi suốt mấy ngày như vậy bởi vì phải cho nắm chắc cái thủy triều, cho nếu không là mà tính sai một chút đó thì là thủy triều nó rất là quan trọng. Để chút nữa quý vị sẽ thấy tại sao quan trọng cái điểm này. Thì khi ông biết được, ông dò rồi ông tìm dò cái cách phòng bị của quân Xiêm nữa, chứ không phải là chỉ biết ta là phần của ta nhưng phải biết địch nữa, thì ông phải dò tìm và ông cho những trận đánh nhỏ để làm sao để thăm dò tình hình của quân Xiêm. Mà sau khi những ông trận đánh nhỏ thì có lúc thì đa số thì ông giả thua để cho quân Xiêm nó nghĩ rằng dễ ăn, rằng nó kiêu ngạo, nó không phòng bị. Thì sau khi đó thì ông mới là đóng quân, ông chọn để mà giặc đi vào cái chiến lược của ổng, chứ không phải ông để là ông thụ động để mà giặc tới, ông chỉ đỡ thôi, mà ông gọi là đánh theo cái game mà ông muốn. Thì sau khi nghiên cứu kỹ tình hình đó thì ổng cho quân đóng ở các vùng địa hình địa lợi rất là yên ổn, rất là bố phòng rất là chặt chẽ. Ổng chọn đoạn sông từ Rạch Gầm, bây giờ là thuộc xã Kim Sơn tại huyện Châu Thành, đến rạch Xoài Mút, tức là cũng cách đó cũng khoảng 7 km đó. Ông chọn cái đoạn đó để ông bố trí trận địa rồi để làm điểm quyết chiến, cho là ông tiêu diệt quân địch ngay chỗ này. Đây là cái điểm mà ông dẫn quân đội quân Xiêm tới để mà ông tiêu diệt, còn ông phải đi xa nữa để mà ông khiêu khích nó đó. Thành ra cái trận địa của ông khoảng 10 km. Ổng ém quân hai bên bờ trong lao sậy, lúc đó miền Tây nó thật
còn hoang sơ và chưa có khai thác nhiều, cho nên lao sậy không rừng chồi rồi và lao sậy và nước lên nước nước xuống. Đấy. Rồi ông ém quân ngay những cái chỗ đó. À, từ rạch Cầm ngược lên phía thượng lưu khoảng 5 cây số thì có một cái rạch nhỏ là rạch Rau Răm, nhưng mà rất là nhỏ nhưng mà thuận lợi cho việc bố trí, bởi vì lao sậy nó che khuất quân nằm phục ở đó. Trong cái thực tế đó thì ông Nguyễn Huệ đã bố trí một cái lực lượng thủy binh tinh nhuệ để vừa quan sát vừa nắm bắt tình hình hoạt động của địch, tức là phải xem cái đường nó đi xuống như thế nào để mà mình chuẩn bị bao nhiêu quân để mà đánh. Đó. Và trên dọc theo bờ sông Tiền, từ đoạn rạch Gầm đến rạch Xoài Múc ở Cù Lao Thới Sơn, ông cho bố trí ngay đó một cái lực lượng nhằm để tiêu diệt địch, thì phải có một lực lượng bộ binh rất lớn và quả lực tập trung tối đa để giành thế chủ động áp đảo, mà tạo điều kiện để cho thủy binh từ ở trong những kinh rạch nhỏ đánh thọc ngang bên hông. Đó là cái tài lược trận địa bố trí đó của ông Nguyễn Huệ. Trong suốt thời gian mà chuẩn bị trận địa đó, để tạo ra cái sự mà lơ là với kiêu ngạo của và háo thắng của quân Xiêm đó, ông mới là cho mời tướng Xiêm sang đại bản doanh của ông để mà mở tiệc yến chiêu đãi và nói chuyện trước. Trong thời gian chiêu đãi thì ông gửi quà biếu rồi rượu ngon rồi này kia để rất hậu, để mà tạo cho quân địch nó nghĩ rằng ông sợ, thành ra muốn quà. Và hơn nữa, nhằm khi những cái lựa những cái người tướng mà ông mời đó, thì cái đám ở nhà nó không được mời, nó sẽ ghét và nó nghi cái thằng mấy cái thằng cha mà đi dự tiệc này chắc muốn làm phản hay là muốn rã ngủ đây. Thành ra nó tạo nên một cái sự mâu thuẫn nội bộ cho quân Xiêm. Sau đêm ngày 18 tháng 1 1785, lợi dụng sức gió kết hợp với thủy triều đang lên thì đoàn chiến thuyền của Tây Sơn tập kích vào đại bản doanh của quân Xiêm ở Trà Tân. Đến rạng sáng ngày 19 thì khi nước thủy triều bắt đầu rút, quân Tây Sơn theo kế hoạch đã định vừa chủ động vừa đánh vừa rút lui để nhử quân địch vào cái trận địa mai phục của quân Tây Sơn. Quân Xiêm thuận theo con nước đang rút, dốc toàn bộ lực lượng đuổi theo, bởi vì nó nghĩ rằng là nó thắng rồi cho nên nó cứ rượt tới mà nó không có cẩn thận, để nó hy vọng nó tiêu diệt toàn quân chủ lực của quân Tây Sơn đóng ở Mỹ Tho. Nhưng mà nó không biết rằng nó đang đi vào chỗ chết. Và khi mà quân Xiêm nó lọt vào trận địa mai phục thì bất ngờ phục binh Tây Sơn từ rạch Gầm ra để tiến khóa đường đuôi, tức là chặt cái đuôi ra. Đoàn chiến thuyền của Tây Sơn đang rút quay mũi trở lại, nghĩa là đang bỏ chạy thì bây giờ lại quay ngược mũi trở lại đánh khúc đầu, còn của quân mà tập hậu đó, đánh khúc sau. Có một điều đặc biệt đó, là khi mà quân Xiêm, cái đám mà dẫn đầu để rượt theo quân Tây Sơn đó, sức gió sức nước nó chạy ào 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 thì đám đằng sau nó cũng phải chạy theo cái tốc độ đó, thì đột nhiên nó bị đánh, nó ngừng lại. Nó ngừng lại làm cho cái đám ở đằng sau đó, nước đẩy, gió đẩy, nó tràn tới, nó đụng với nhau. Tự nó đã vỡ cái đội hình nó rồi. Thành ra nhờ vậy quân ta mới từ trong các bờ lao bắn tên vào và đốt lửa phóng vào thuyền của địch. Và nó tan vỡ rất nhanh. Là vì sức nước, quý vị cũng biết nó mạnh lắm. Và sức gió nó cộng lại hai cái. Mà đằng trước nó ngừng một cách đột ngột, nó bị trận đánh quá mạnh ngay chỗ đó. Nó ngừng lại, nó không kịp loan báo, đằng sau nó cứ ào tới thì nó va các cái thuyền bè, nó lại đụng chạm vào nhau và nó lật đó. Vì rối loạn như vậy mà không có chuẩn bị trước, thành ra bị quân mai phục từ hai bên bờ đánh tới tấp thì dĩ nhiên là nó phải vỡ trận thôi. Đó là cái chuyện chiến thắng. Chiêu Tăng và Chiêu Sương thua to và 20 vạn quân của quân Xiêm cùng với quân của chú Nguyễn đã và 300 chiến thuyền của địch đã bị nhấn xuống lòng sông Tiền. Và đây là một cái trận thủy chiến lịch sử mà chúng ta thấy rằng sau này đó, đây là một cái chiến công mà ông Nguyễn Huệ, mặc dù là người đánh trên bộ rất hay nhưng mà cũng là một người đánh thủy chiến rất giỏi. Chiêu Tăng và Chiêu Sương, hai cái vị tướng cháu của Du Xiêm phải bỏ chạy, chỉ đem được đâu khoảng 1000 sĩ tốt theo đường chân lập để chạy về nước. Đó là do đó cái dân chạy theo, cái quân chạy theo quân Xiêm nó sợ ông Nguyễn Huệ đến độ nó quỳ nó lại, nó gọi là tướng nhà trời, thành ra nó bỏ nó chạy vừa lại. Thì là chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái trận thủy chiến mà mang cái ý nghĩa lịch sử rất to, và đây là một đòn sấm sét mà quân ta đã
làm cho quân Sim biết là thế nào là quân Nam. Dạ, vâng. Thì chúng ta cũng gọi là lời bàn mau tấu cương, vâng. Dạ, vâng. Thì chúng ta bàn cái chuyện này. Thì thứ nhất, như giáo sư Hoàng Thế Nhân nói đó, là cái sức gió và sức mạnh, sức gió và sức nước nó đang đuổi, đang thắng vào, yeah, đang cái đà, mà vâng, nó hãm lại như thế đó, vâng, thì đằng sau nó dồn cục lại, yeah, đấy là một chuyện. Chuyện thứ hai là phục kích hai bên bờ, nó yeah, bắn vào mà tán bắn tàn là những nùi rẻ, yeah, tẩm dầu yeah, tốt là cháy, cháy. Yeah. Trận hỏa công là hơn trận xích bích đi nha, yeah. Nguy hiểm lắm, yeah, đốt hết cả đoàn tàu. Nhưng mà có cái điểm là chúng ta chưa biết được, là những nhà sử học phải nghiên cứu xem ông ấy chặn lại cái đoàn tàu như thế nào. Sức nước mà ông không bị cái đoàn tàu phóng tới, à, yeah, nó sức nó mạnh như thế nó phóng tới, yeah, nếu mà nó làm mũi tới thì mình đang cũng bị thương chứ, yeah, à, thì chúng ta chưa biết là cái cách ông chặn thế nào, chúng ta chưa thưa, thấy. Thưa giáo sư, thì chúng ta theo như truyền sử đó, cũng nghe lại đó là ngay cái điểm mà quân ta quay ngược trở lại đánh đó, thì hai bên bờ đó ông cho phục binh nằm ở đó rất đông, và ông đánh nhưng mà cái dòng nước đó, cái dòng thuyền trôi đi, yeah, thì ông phải chọn cái khúc sông nó thế nào đó, hay là yeah, cái thuyền mà sau cùng của ông chặn hậu đó, yeah, nó phải bọc thép thế nào để nó đâm vào đó, yeah, nó đứng lại, yeah, thì chúng ta chưa nghiên cứu cái chuyện đó, yeah, nhưng chúng ta biết rằng nó phải thắng lại, nó không được trèo nữa, yeah, đứng lại. Và khi cái mũi nó đi thế này, yeah, thì nó đâu bắn được, yeah, nó phải quay ngang, nó mới có nhiều quân nó, yeah, nó chống lại chứ, yeah, đánh nhau chứ. Thì khi nó xoay ngang như thế thì những tàu kia là bị chặn hết đầu, yeah, cục lại, nó mới đâm, yeah, chứ nếu mà nó phóng đi thế này thì mình cũng bị thôi, yeah, đấy, yeah. Cho nên cái chuyện đó chúng ta phải có những nhà nghiên cứu về sức nước, sức gió, vâng, và cái chuyện mà có thể làm thần tích, chúng ta như là cái trận mà ông nói là hai người võng một người, yeah, thì tôi cứ suy nghĩ nếu hai người võng một người thì ba người cũng mệt cả, làm sao, yeah, mà đấy, yeah, thì trong cái chuyện nào ông nói là cái chuyện sự kể lại là hai người võng một người, yeah, nhưng mà hai người kia có phải là quân lính của ông không, yeah, để có là một nghi vấn, yeah, có thể là ông đi đến đâu, nhưng khi đấy là chúng ta nói xin lỗi quý vị khán thính giả nhé, chúng tôi nói là hơi xa một chút xíu, vâng, là cái chuyện mà ông Nguyễn Huệ khi mà ra Bắc đánh Tôn Sĩ Nghệ đánh nhà Thăng đấy, yeah, thì hai người bóng một người, yeah, thì chúng tôi muốn lấy cái thí dụ đó, yeah, là đặt nghi vấn là nếu mà ba người lính nó cùng là lính của Nguyễn Huệ, hai người kêu cũng mệt, khiêng một người nói thôi cũng mệt, đi cả đêm, vâng, đi cho nhanh mà, thì cái anh kia lại xuống lại khiêng, thì ba anh đều mệt cả, nó đánh đấm cái gì nữa, yeah. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là điểm đoán thôi, là ông bắt những nhân công hay là những người tình nguyện nhân công đó, yeah, đi một đoạn đường nhỏ thôi, right, hai người của nhân công và cái người lính kia là được nghỉ ngơi, yeah, hai người nhân công khiêng đi một đoạn, yeah, sau đó tiếp đến cái tỉnh cái làng khác là hai nhân công khác, yeah, khiêng một đoạn đó, khiêng cho tới đánh trận tiền thôi, yeah, là không có lính nào, hay là có cái khiêng nữa thì chỉ khiêng một đoạn nào đó thôi, yeah, còn suốt từ ngoài trong Nam đánh ra ngoài Bắc, từ tòa đài trong Tam Điệp là đánh đến ra ngoài thì là có nhân công có khiêng, yeah, cho nên lính nó rất là khỏe, vâng ạ. Yeah. Thưa giáo sư, thì theo như một trong cái tài liệu mà về cái trận chiến ở Sòi Mút này mà tôi nghiên cứu được đó, tôi đi tìm đó, thì nói rằng ông áp dụng một cái chiến thuật là xuồng nhỏ, ông không đưa tàu chiến to, nhưng mà tàu chiến to để đánh theo cái dàn trận ở ngoài biển, ngoài sông khúc sông lớn, còn những cái chiếc hai bên bờ là những chiếc nhỏ, nó áp sát tàu địch, thành ra tàu địch nó không bắn được, nó bắn súng ra ngoài, còn này nó áp sát lại vậy, thành ra mà bắn sau này đó, mình cái trận chiến Hoàng Sa mà mình bị tàu nó đánh á, là có nó áp dụng cái chiến thuật đó, là tại vì áp tàu sát của mình, tàu to xoay chuyển nó chậm, còn nó cho tàu nhỏ hơn nó trang bị bắn không được, nó áp sát vào mình bắn đại bác, đại nó bác phải có cái đó, tầm chứ không phải là đại bác rồi. Mà nó rồi mình phải soi thế nào để đúng cái tầm bắn nó mới tác dụng, đằng này nó cứ ở gần mình hoài, mình bắn nó rớt xuống biển hết, thành ra nó lại áp sát mà nó bắn cái súng bắn nhỏ ra, nó làm nó cả đó, cho nên vâng xin lỗi
giáo sư có nói. Dạ, thì cái chuyện này có người nói là gì, ông áp dụng cái chiến thuật là không có để cái khoảng cách nó xa quá, nó cũng có súng, lúc đó là có súng có rồi. Thành ra ông áp dụng cho những chiếc xuồng nhỏ, dùng những cái tấm dầu á để mà bắn mạnh vô thuyền địch thì nó bị hoảng hốt, và ông áp sát những cái chiến thuyền đó nó gần quá, cái tầm súng của nó bắn không được nữa. Thành ra không, ta không thiệt hại nhiều, có thiệt hại nhưng mà thiệt hại ít. Dĩ nhiên như giáo sư nói khi nãy, mình cũng phải bị đụng chứ. Dĩ nhiên là cái đám mà trận đầu khi nước nó đẩy xuống đó thì tôi nghĩ cũng có thiệt hại. Có thiệt hại chứ. Có thiệt hại nhưng mà lịch sử mình không nói, nhưng mà thiệt hại thì thiệt hại ít hơn nó, là vì mình hai bên bờ mình tập kích rồi thì nó cũng bị dao động tùm lum, nó cũng không có kịp mà chuyển hướng, rồi mình lại đánh cận chiến nữa, thành ra nó không có một cái khoảng cách để mà nó dàn quân và nó pháo mình. Không có chỗ mà rạch gầm á, thì nó là con rạch. Yeah. Khi tôi nghe tiếng rạch tôi đã nghĩ là con rạch, tức là đang ở con sông. Yeah. Đi vào con rạch. Yeah. Thì cái chỗ nó có thể nó rẽ ngang này, tức là nó phải rẽ ngang ra. Yeah. Đấy là một điểm. Yeah. Thì nó là rạch gầm. Yeah. Thì đấy là mình đoán thôi, chúng mình không biết được thế nào. Yeah. Nhân những nhà nghiên cứu sử về xét nhé. Yeah. Đặc điểm thứ nhất, tức là nó có chỗ nó phải là nó làm một trận hậu, bị đặt bị trận hậu rồi. Yeah. Mà cái chỗ này cái sức nước nó có thể là nó kém, sức gió nó kém đi. Yeah. Nó vào nhưng mà nó bị ta hai bên bắn hoặc công hoặc bắn hoặc công vào. Yeah. Là một. Thứ hai là cái chỗ trận đó. Yeah. Thì là có thể là thiên nhiên nó khúc quẹo. Yeah. mình chạy ra được. Cho nên nó lúc nó thấy mình tấn công lại đó. Yeah. Thì nó quay đầu nó chạy. Yeah. Nó quay đầu lại. Yeah. Khi mà quay đầu đó thì là nó phải quay ngang nó mới quay lại được. Yeah. Thì lúc đó là nó chặn, tự nó chặn. Yeah. Và cái anh sao đang tiến lên đâu biết được, đâu. Yeah. Đâu có cell phone như bây giờ mà gọi đằng trên. Yeah. Đâu có truyền tin, không có truyền tin. Không có truyền tin. Yeah. Được tối tân như bây giờ. Yeah. Cho nên nó có thể là những, đấy là một yếu tố mà quân ta nó phục cái hai đầu. Yeah. Nó không biết đầu nào nữa. Yeah. Đằng sau đánh tới, đằng sau đằng trước đánh lại. Yeah. Hai bên đánh sau, tức là tứ đầu thọ diện. Yeah. Bốn nơi đều bị đánh cả. Vâng. Cho nên nó lại bị đánh hỏa công đó. Lúc đó truyền ta rút rồi. Yeah. Nó đánh trên bờ bắn xuống, cho nên nó bị cái trận hỏa công nó đốt sạch cái tàu. Nó chết cháy nhiều. Yeah. Chết chìm cũng nhiều đó. Nhiều, nó chết nhiều. Gần như toàn bộ. À, chỉ lui về được đâu khoảng ngàn người. Hơn 1.000 người. 20 vạn quân mà còn lại. 20 ngàn quân. 20 vạn. 20 vạn chứ. 20 vạn tức 200 ngàn quân. Yeah. Còn lại ngàn người thì nó lấp luôn cái sông. Chết hơi nhiều đấy nhé. Yeah, chết ghê lắm. Không, cứ là lịch sử thì nó mà mình nói rồi mình biết vậy thôi. Nhiều khi họ cũng nói to ra là nhỏ đi. Phòng nhưng mà chết rất nhiều. Chết nhiều lắm. Nó là chết rất toàn nhiều. Bộ coi như nó đi về còn vài trăm ngàn quân gì. Chứ nó là chạy 10% gần chết. Là chết hết. Chúng ta thấy đó, thưa giáo sư, thì cái chuyện mà ông tướng Nguyễn Huệ, ông vua Nguyễn Huệ, Quang Trung Nguyễn Huệ đó chọn và bố trí cái trận địa mai phục như trên trong cái tài liệu mà tôi đang có đây đó, đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và nghệ thuật dụng binh kỳ diệu của nhà quân sự thiên tài Nguyễn Huệ. Trận địa được bố trí không quá xa đối phương, đó là mình đánh cận chiến đó, và không quá gần. Ta đã thể hiện được, phía ta thể hiện được 3 ưu điểm. Thứ nhất là tránh được sự nghi ngờ của đối phương. Thứ hai là tránh được sự phấn khích ban đầu của đối phương. Thứ ba là bảo đảm bí mật cần thiết để mà quân của ta không có bị lộ trước quân địch. Và lòng sông Tiền ở đoạn này không quá rộng, từ đoạn Trạch Gầm tới Trà Tân cũng không quá hẹp. Cho nên tất cả đều có một cái thế ngay tại Cù Lao này là án ngữ. Đó, có cái Cù Lao án ngữ giống như giáo sư nói rồi, tôi nghĩ cái đó đúng đó. Nên, đấy, phải có cái gì nữa, phải án ngữ nên dễ hình thành cái thế để bao vây và diệt gọn quân địch. Thưa giáo sư, thì đến đây đã hết giờ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và chúng tôi hẹn lại quý vị vào lần sau. Cảm ơn quý vị đã.